Xin chào cô chú và anh chị, mình đang xem kênh Mai Đa Phúc Di Hiếu nha. Hôm nay thì có rất là nhiều anh chị mình gặp cái tình trạng á, mình chăm sóc cái nụ mai nó rất là tốt luôn, cái nụ nó rất là lớn nè, rồi cái vỏ trấu của nụ mai mình thì nay nó cũng bắt đầu già rồi đó, nó chuyển sang màu vàng hết rồi anh chị. Mà khi anh chị mình kiểm tra kỹ cái phần nụ á, thì mình thấy là cái nụ nó bị khô. Rồi mình dùng tay mình bóp thử vô cái phần nụ á, thì mình thấy nó mềm xèo à, là kiểu như cái nụ của mình nó bị hư luôn, mà mình không biết cái nguyên nhân tại sao. Thì video ngày hôm nay em cũng giải đáp cùng cô chú anh chị mình nha. Hiện tại là mình cũng bắt đầu bước vô tháng 11 âm lịch rồi anh chị ơi. Từ đây mà tới mình lãi lá để chơi bông Tết á, cũng không có còn mấy bữa nữa. Từ đây tới lãi lá thì mình còn có khoảng tháng mấy nữa à. Mình chăm sóc cái cây mai từ hôm đầu năm tới nay á, là cũng khoảng mười mấy tháng rồi. Mình xây dựng cái vàng tàn ở những tháng đầu năm nè, rồi mình bắt đầu tạo nụ và nuôi nụ tới nay thì cũng khoảng mười mấy tháng rồi. Cái công mà mình bỏ ra để chăm sóc cho cây mai rất là cực luôn. Mình chăm sóc tới thời điểm hiện tại nè, gần tới lãi lá để chơi bông được rồi, thì cái cây mai của mình nó lại xảy ra cái hiện tượng đó là khô cổ nụ, hư nụ hay là đen nụ á anh chị. Những bệnh mà liên quan tới nụ này á, thì thiệt tình là giường em từ nào giờ không có bị. Có bị chứ không phải không có, mà em bị với cái số lượng rất là ít luôn. Em bị một vài nụ à, cho nên em cũng không có quan tâm lắm về cái căn bệnh là bị hư nụ này. Nhưng mà hôm nay thì có rất là nhiều anh chị mình gặp cái tình trạng này luôn. Rồi em cũng có hỏi thăm những cô chú anh chị mà làm cây lâu năm rồi đó. Em hỏi thăm thử xem là cái nguyên nhân tại sao mà cái nụ mai mình nó bị hư nè, rồi cái cách khắc phục của nó như thế nào. Thì cô chú anh chị cũng có chỉ dạy cho em. Thì hôm nay em làm video để chia sẻ lại với anh chị mình nè. Rồi em cũng chia sẻ với cô chú anh chị mình những cái nguyên nhân tại sao mà cây mai của mình nó bị hư nụ nha. Thì khi mà mình biết được cái nguyên nhân rồi á, mình tìm cái cách khắc phục nó rất là đơn giản luôn. Cái nguyên nhân đầu tiên á, là do thời tiết nè. Rồi thứ hai á, là do những cái côn trùng gây hại anh chị. Và thứ ba là do cái phần nụ mai của mình nó bị thiếu chất dinh dưỡng. Thứ nhất á, là do thời tiết. Thì anh chị mình cũng biết rồi, cái thời tiết của mình hiện tại là đã kết thúc mùa mưa và mình bắt đầu vô mùa khô mùa nắng rồi anh chị. Mà cái mùa khô mùa nắng ở những tháng cuối năm này nè, cái nắng rất là gay gắt luôn. Nắng có thể nói là cháy da cháy thịt của mình luôn á. Thời tiết mà nắng gắt quá thì nó ảnh hưởng tới cái nụ mai của mình rất là nhiều luôn anh chị. Cái nụ mai của mình á, nó sẽ có một cái lớp vỏ bọc ở bên ngoài, hay nhiều người còn gọi là cái lớp vỏ trấu á. Thì cái lớp vỏ trấu này nó sẽ bảo vệ cái nhân ở bên trong là những cái mầm hoa non nè. Những cái mầm hoa này thì khi mà anh chị mình lãi lá đó, nó sẽ nở ra thành những cái bông để mình chơi Tết nè. Mà cái vỏ trấu ở bên ngoài, cái lớp vỏ bọc ở bên ngoài á, nó gặp cái thời tiết là nắng quá gắt, nắng làm đốt cháy đi cái phần vỏ bọc bên ngoài, thì cái nhân ở bên trong nó đâu có gì để bảo vệ đâu. Nó không có được cái lớp vỏ bọc bảo vệ nữa, thì nó rất là dễ bị tổn thương, nó rất là dễ bị hư luôn. Thì đây cũng là cái nguyên nhân làm cho cái nụ mai mình nó bị hư, nó bị khô nè. Đối với cái thời tiết mà nắng gay gắt như hiện tại á, giường em hay xịt cái thằng top 3 số 8 á anh chị. Cái thằng này thì anh chị mình có thể hình dung nó giống như là cái kem chống nắng vậy đó. Anh chị mình ra đường mà gặp cái thời tiết nắng quá gắt á, thì mình hay thoa một lớp kem chống nắng nè, để tránh cái việc là ánh nắng mặt trời thiêu đốt đi cái làn da của mình. Hiện tại thời tiết mình nắng quá gay gắt luôn, thì em xịt cái thằng top 3 số 8 cũng giống như là thoa cho cây mai một lớp kem chống nắng vậy đó, tránh đi cái việc là ánh nắng mặt trời thiêu đốt đi cái vàng lá cũng như là cái vàng nụ của cây mai mình nè. Rồi nó còn có thêm một cái nguyên nhân làm cho cái nụ mai của mình nó bị hư nữa anh chị, đó là cái sương đêm. Nếu mà anh chị mình có để ý á, sáng sớm mình ra mình thăm vườn, mình thấy cái vàng lá của cây mai mình nó ướt nhẹp à. Mặc dù là hồi hôm không có mưa, rồi giấc tối anh chị mình cũng đâu có tưới cây đâu, mà sáng sớm mình ra thì mình thấy cái vàng lá cây mai mình nó ướt nhẹp à. Thời điểm hiện tại của mình, cái sương này được gọi là sương muối nè. Cái sương muối này thì nó cũng gây hại cho cái vàng nụ mình rất là nhiều luôn. Thì sáng sớm anh chị mình ra thăm vườn mà mình thấy cái vàng lá của cây mai mình nó bị sương muối bám quá nhiều á,
thì anh chị mình nên tưới để mình rửa đi những cái phần xương này, tránh nó bám vô cái phần nụ, ảnh hưởng làm hư cái phần nụ mai của mình nha. Rồi cái nguyên nhân thứ hai là do các côn trùng gây hại anh chị, mà đa số là những cái con côn trùng mà gút nhựa, chẳng hạn như là con bọ trĩ nè, con diệp sáp hay là cái con nhện đỏ. Hiện tại thì cây mai của mình là nó đứng đọt 100% hết rồi anh chị, nó không có còn đi đọt non nữa. Mà cái con bọ trĩ á, thì thường là nó sẽ bám vô những cái phần đọt non để nó gút nhựa từ cây mai của mình. Mà bây giờ cây mai mình nó không có còn đọt non nữa thì nó sẽ quay qua, nó gút nhựa từ những cái phần nụ mai của mình nè, làm cho cái phần nụ mai của mình bị thiếu chất dinh dưỡng, nó không có đủ dinh dưỡng để nuôi cho nụ, thì cái nụ của mình nó cũng bị khô, bị hư, bị đen luôn. Ở vườn em thì xịt bọ trĩ là định kỳ anh chị, cứ cách nhau 10 ngày thì em xịt một lần, cho dù cái cây mai nó đang bị bọ trĩ hay là nó không có bị bọ trĩ thì em đều có xịt hết trơn á. Rồi những cái con mà riệp sáp á anh chị, thì những con riệp sáp là nó hay bám vô những cái bộ phận mà tùm của cây mai mình giống vậy nè. Đó, nó hay bám vô những cái chỗ tùm vậy nè, không có ánh nắng mặt trời á, nó gút nhựa của cây mai mình từ ở chỗ đó luôn. Thì khi mà cái cây mai của mình giống vậy nè, nó dồn cái chất dinh dưỡng từ cái phần gốc nó dồn lên để chia ra nuôi cho cái phần cành nhánh cũng như là lá và nụ nè. Mà cái con diệp sáp á, nó bám ở những cái phần nách này trơn rồi, dinh dưỡng mình mới dồn có tới đây à, là nó chặn đường, nó rút hết dinh dưỡng rồi. Cây mai mình nó đâu có chia dinh dưỡng ra để nuôi tới những cái phần nụ và phần lá được đâu. Cái nụ và cái lá mình không có đủ dinh dưỡng thì nó cũng bị suy, bị yếu nè. Rồi cái nụ nó cũng bị khô, nó hư cái nụ mai mình luôn. Ở đây thì em quan niệm là ngừa bệnh luôn luôn nó tốt hơn trị bệnh. Khi mà cây mai của mình giống vậy nè, mình xịt ngừa bệnh cho nó không có bị bệnh gì hết á, nó phát triển rất là tốt luôn. Chứ mà mình đợi tới khi cây mai của mình nó bị bệnh rồi á, mình mới bắt đầu mình mua thuốc mình xịt, thì lúc này mình xịt để mình trị bệnh, mà trị bệnh thì nó rất là khó hết luôn. Mà hết rồi thì cây mai của mình nó cũng bị tổn thương rồi anh chị. Còn về cái con nhện đỏ thì nó cũng tương tự như hai cái con kia thôi, nó cũng gút nhựa từ ở những cái phần lá mai của mình nè, làm cho cái cây mai mình nó thiếu chất dinh dưỡng, nó không có còn đủ dinh dưỡng để nuôi cho phần nụ nữa, thì cái nụ của mình nó bị suy dinh dưỡng, nó cũng bị đen, bị khô và nó hư cái nụ của mình luôn. Còn cái nguyên nhân thứ ba là do phần nụ của mình nó bị thiếu dinh dưỡng đó anh chị. Anh chị mình có thể hình dung giống như là mình đang nuôi một con gà vậy đó, mình cho nó ăn đều đặn hàng ngày luôn. Cái con gà của mình đang trong cái giai đoạn phát triển nè, nó rất là lớn, rất là khỏe, mà đột nhiên một ngày á, anh chị mình giảm cái khẩu phần ăn của nó lại. Bình thường thì mình cho nó ăn là một nắm lúa, mà bây giờ mình cho nó ăn còn có nửa nắm à, thì nó đâu có đủ dinh dưỡng để nuôi cho con gà mình. Con gà mình nó cũng sẽ bị ốm đi dần dần nè, rồi từ từ nó cũng bị suy luôn. Thì cái phần nụ mai của mình nó cũng giống vậy luôn anh chị. Cái cây mai á, nó đang cung cấp dinh dưỡng để nuôi cho phần nụ đều đặn hàng ngày. Cái nụ mai của mình cũng đang trong cái giai đoạn là phát triển, nó vừa lớn về cái kích thước nè, cái vỏ trấu của nó thì càng ngày càng được chắc khỏe hơn. Mà đột nhiên một ngày, cái phần cây mai mình cung cấp ít dinh dưỡng hơn cho phần nụ, thì cái nụ mai của mình càng ngày nó sẽ càng yếu, mà nó gặp những cái tác động từ bên ngoài á, như là sương muối lúc nãy nè, hoặc là thời tiết mà nắng gắt quá đó, thì nó sẽ làm cho cái nụ nó bị khô, nó khô cổ nụ, nó đen nụ, rồi nó hư cái phần nụ mai của mình luôn. Rồi nó còn một cái nguyên nhân liên quan tới dinh dưỡng nữa anh chị, đó là các bộ phận trên cây mai nó sẽ tranh chấp dinh dưỡng với nhau, như cái phần lá nè, cành nhánh và phần nụ. Thì cái thằng nào mà mạnh hơn, có khả năng hấp thu dinh dưỡng tốt hơn thì thằng đó được sống và khỏe mạnh. Còn thằng nào mà yếu hơn, không có thể hấp thu dinh dưỡng được thì nó sẽ bị triệt tiêu, nó chết. Ở những tháng đầu năm khi mà anh chị mình xây dựng cái giàn tàn cho cây mai á, thì cái cây mai nó chỉ tốn dinh dưỡng nuôi cho phần lá và cành nhánh thôi. Còn ở thời điểm hiện tại nè, nụ mai mình đã có và cái nụ nó cũng đã lớn rồi, nó cần một lượng dinh dưỡng để cung cấp nuôi cho nó được lớn hơn. Mà cây mai của mình thì nó phải chia đều cái dinh dưỡng này cho lá nè, cành nhánh và nụ,
Cho nên cái thằng nào mạnh hơn á, nó hấp thu dinh dưỡng được tốt hơn thì nó sẽ được sống. Còn thằng nào mà yếu hơn, không thể hấp thu dinh dưỡng thì nó sẽ bị triệt tiêu, nó chết thôi anh chị. Mà nếu anh chị mình có để ý á, những cây mai mà cành nhánh nó quá nhiều, quá tùm á, nó hay bị bỏ nhánh á, hay nhiều người còn gọi là chết nhát á anh chị. Thì cái này cũng là do cái sự tranh chấp dinh dưỡng nè. Thằng nào mạnh hơn thì được sống, thằng nào yếu hơn thì sẽ bị triệt tiêu. Mà ở thời điểm hiện tại thì cây mai mình nó cần nhất là cái phần nước tưới anh chị. Tại vì nó vừa phải nuôi cho cành nhánh, nuôi cho lá, và bây giờ thì nó phải nuôi cho nụ nữa. Rồi cái thời tiết của mình là cũng bắt đầu kết thúc mùa mưa, mình đang vô mùa khô nè. Cây mai của mình nó cũng cần một cái lượng nước rất là nhiều luôn. Như ở vườn của em thì mỗi ngày em sẽ tưới hai cữ. Cái cữ chính á, buổi sáng em tưới từ 9 giờ cho tới 10 giờ sáng, em tưới rất là nhiều nước luôn, tưới cho nó đủ lượng nước của một ngày á. Rồi cái cữ chiều á thì em đi vòng vòng vườn giống vậy nè, em tưới trên cái phần cành nhánh và phần lá. Thứ nhất là mình giải nhiệt cho nó qua một ngày nắng quá gắt. Thứ hai á là mình bổ sung thêm cái lượng nước để hỗ trợ cho cây mai mình nó nuôi cho phần lá, cành nhánh và phần nụ được tốt hơn. Thì cái bệnh mà trái cổ nụ, hư nụ này á, thiệt tình là vườn em từ nào giờ em chưa có bị, em không có biết về cái bệnh này. Nhưng mà hôm nay có rất là nhiều cô chú anh chị mình bị luôn. Cho nên em cũng có hỏi thăm thêm những cô chú anh chị mà làm mai lâu năm rồi đó. Em hỏi thăm thử xem là cái nguyên nhân với lại cái cách khắc phục nó như thế nào. Rồi em cũng làm video để chia sẻ với cô chú anh chị mình nè. Chứ cái bệnh này thì thiệt tình là vườn em từ nào giờ em chưa có bị, em không có biết. Và đây cũng là cái cách khắc phục cái tình trạng nụ bị hư của vườn em. Em cũng chia sẻ với cô chú anh chị mình xong rồi. Em xin được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị mình xem video á, nếu mà có câu hỏi hoặc là cách xử lý nào tốt hơn thì cứ việc để lời bình luận ở phía bên dưới nha. Để cho em cũng như là quý khán giả đang xem video á, mình cùng nhau tham khảo, thảo luận và mình có thể đưa ra một cái cách xử lý tối ưu nhất dành cho cây mai của mình nha anh chị. Cô chú anh chị mình cũng đừng quên cho em xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ để ủng hộ em có động lực làm thêm những video khác chất lượng hơn, chia sẻ với cô chú anh chị mình về kinh nghiệm làm mai. Tạm biệt anh chị, chúc cô chú anh chị mình có một ngày học tập và làm việc vui vẻ.